Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu tiếp tới một số các khái niệm cơ bản ở trong Corel như sau. Trước hết là tô màu đã. Tô màu một cách đơn giản thì chúng ta có mấy cái vấn đề như sau. Một đối tượng được tô màu thì trước hết là đối tượng đó phải được chọn đã. Tại vì ở trong một bản thiết kế có thể có nhiều các đối tượng khác nhau. Do đó nếu như chúng ta mà không chọn bất cứ một đối tượng nào mà chúng ta bấm vào đây, chúng ta tô màu thì sẽ xảy ra vấn đề gì? Mặc định của chương trình thì nó đã thiết lập cho chúng ta là gì? Một đối tượng vẽ ra chỉ có đường viền mà không có màu bề mặt. Do đó đấy là cái thiết lập chuẩn của chương trình rồi. Nếu như chúng ta mà không chọn bất cứ đối tượng nào mà chúng ta làm một thao tác thì Corel nó sẽ hiểu rằng đây là một cái thiết lập khác cho cái môi trường làm việc. Ví dụ tôi không chọn đối tượng nào cả mà tôi bấm vào một đỏ để tôi tô, nó sẽ không hiểu là tôi tô cái đối tượng nào và nó hiểu rằng đây là một sự thiết lập lại của chương trình. Và ở đây các bạn nhìn thấy là nó có rất là nhiều các đối tượng dạng khác nhau ở trong Corel. Ví dụ như là Artistic Media này, Artistic Text này, Conal này, Dimension này, Graphic và Graph Text. Thì mặc định ở đây nó để cho chúng ta là Graphic là các cái đối tượng đồ họa mà chúng ta đang vẽ ra đây. Nếu như tôi nhấp OK, điều gì sẽ xảy ra? Sau này bất cứ tôi vẽ một hình nào nó cũng sẽ tô sẵn luôn bằng cái màu của chúng ta vừa mới chọn đó. Đây là một cái lỗi mà rất nhiều bạn cứ thắc mắc là làm không đúng, sau đó thì bảo thầy ơi tại sao cái hình nào bây giờ em vẽ ra nó có màu chứ nó không phải là không tô màu như thầy nói nữa. Thì đấy là cái lỗi do các bạn không chọn đối tượng nào cả mà các bạn bấm tô màu. Thế muốn khắc phục lại thì chúng ta cũng lại thiết lập lại như vừa rồi thôi. Có nghĩa là đừng chọn cái gì cả và sau đó các bạn bấm vào cái ô không tô màu này cho tôi. Thì cái hộp thoại nó lại mở ra, chúng ta nhấp OK, xác nhận lại một lần thì nó lại quay trở lại chế độ là không tô như ban đầu. Thế thì để tô, trước hết là các bạn chọn cho tôi một đối tượng. Khi nào đối tượng đó được bao quanh bởi tám tay nắm điều khiển màu đen hình vuông này thì các bạn có quyền tô bất kỳ màu nào các bạn thích bằng cách là bấm vào các cái màu ở trong hộp màu phía bên tay phải này. Tuy nhiên các bạn cũng sẽ thắc mắc là em muốn tô nhiều màu lắm nhưng mà cái số lượng màu ở đây nó có hạn thì làm thế nào? Thì chúng ta có thể làm các cách như sau. Một là các bạn bấm vào cái mũi tên sổ xuống dưới ở dưới đáy của cái hộp công cụ, cái hộp màu này, mũi tên trỏ xuống dưới. Thì khi mình bấm như thế này thì nó sẽ trượt xuống phía dưới để cho chúng ta nhìn được những cái màu mà nó vẫn còn bị khuất lấp. Trường hợp thứ hai là gì? Như thế này thì mất thì giờ rất lâu. Các bạn hãy trỏ xuống dưới thấp hơn một tí thì có mũi tên trỏ sang phía bên phải. Các bạn bấm vào đây, nó sẽ mở rộng toàn bộ cái hộp màu ra cho phép chúng ta nhìn thấy được toàn bộ những màu mà Corel đang cung cấp ở trong bảng màu này cho chúng ta. Sau khi mà các bạn chọn được một màu ưng ý, kích vào cái màu đó và các bạn sẽ thấy màu được tô vào đây. Nếu các bạn không làm gì nữa mà các bạn bấm vào cái vùng trống này thì cái hộp màu nó lại được khép vào thành một dải như thế này để cho nó đỡ chiếm nhiều diện tích. Thế thì thao tác tô màu thì nó rất là đơn giản như thế thôi. Và thao tác hủy tô đó, thao tác hủy tô là chúng ta sẽ lại làm sao đây, tìm tới cái ô thì đây không tô có cái gạch chéo ở trên đầu này, các bạn bấm vào đây thì nó sẽ lại hủy tô màu đi. Tất nhiên đây là cái thao tác mà dành cho bề mặt thôi, không liên quan gì tới đường viền cả. Thế thì tiếp theo thì là tô đường viền, tại vì một đối tượng của chúng ta nó sẽ có hai thành phần chính là bề mặt và đường viền. Thế bây giờ đường viền luôn luôn mặc định là màu đen rồi mà tôi không thích màu đen một tí tẹo nào cả, tôi muốn tô màu khác thì làm sao? Thì chúng ta sẽ sử dụng vẫn màu ở đây nhưng chúng ta làm sao, chúng ta sẽ tô bằng chuột phải. Đây là cái thao tác rất khác giữa Corel với lại họ nhà Adobe. Các bạn hãy chọn cái đối tượng mà các bạn thích, sau đó thì đưa chuột vào trong cái ô màu phía bên tay phải này. Thay vì nhấp chuột trái thì các bạn nhấp chuột phải cho tôi, nó sẽ lấy cái màu mà chúng ta vừa mới nhấp đó để tô cho đường viền. Thế đây lại một lần nữa chúng ta thấy rằng là chuột phải được sử dụng tương đối nhiều ở trong Corel. Và chúng ta cũng thống nhất luôn một cái khái niệm như này để sau khỏi phải hỏi nhé. Có nghĩa là tôi nói nhấp chuột thì mặc nhiên là chúng ta coi đấy là nhấp chuột trái. Còn thao tác nào đòi hỏi chuột phải thì tôi nói rất rõ là chuột phải.
Đấy, thì chúng ta thống nhất luôn một khái niệm như thế. Thế đến đây thì chúng ta đã biết được cái cách tô màu rất là đơn giản ở trong Corel là như thế này rồi. Thế nhưng mà các bạn sẽ bảo là kể cả trong trường hợp thầy đã hướng dẫn là mở rộng ra để bọn em nhìn thấy được hết tất cả các màu ở đây, thế nhưng số màu này tuy rằng là nhiều hơn nhưng mà vẫn còn rất là xa so với lại yêu cầu. Em muốn tô nhiều màu hơn nữa, các màu khác nữa thì em làm như thế nào? Thì chúng ta sẽ làm quen thêm một khái niệm gọi là hộp màu con. Hộp màu con có nghĩa là thế nào? Tôi lấy ví dụ như là tôi muốn tô màu đỏ, ok, tô màu đỏ rồi. Nhưng đỏ thì nó sẽ có nhiều sắc, hay là xanh nó sẽ có nhiều sắc. Ví dụ đỏ này, nhưng mà tôi muốn là nó đậm hơn một tí, nó nhạt hơn một tí, hay là nó ngả cam hơn một tí, vân vân. Thì làm như thế nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ làm quen với khái niệm gọi là hộp màu con. Hộp màu con có nghĩa là thế nào? Chúng ta gọi hộp màu con ở đâu? Thì mỗi một màu đều có hộp màu con. Và gọi hộp màu con bằng cách thao tác như sau. Các bạn hãy trỏ chuột vào một màu nào đó mà các bạn muốn. Sau đó thì các bạn đừng kích chuột, mà các bạn hãy đừng kích nhả chuột, mà các bạn hãy bấm vào và các bạn giữ một chút, độ khoảng sau một giây thì nó sẽ mở ra một cái hộp màu con của cái màu đó. Và hộp màu con này bao gồm là 7749 ô, với cái ô nằm ở giữa chính là cái màu gốc mà chúng ta kích chuột vào. Đấy, và các bạn muốn nó đậm hơn một tí, nó nhạt hơn một tí, nó ngả sắc nọ hơn một tí, ngả sắc kia hơn một tí, thì các bạn chỉ việc là chọn chuột vào cái ô mà các bạn muốn, sau đó kích chuột thì nó sẽ đưa cái màu mà hơi có cái tính chất khác biệt đó vào trong cái đối tượng mà các bạn đang chọn. Như thế là từ một cái bảng màu mà các bạn đang kêu là không nhiều lắm, thì bây giờ chúng ta đã có là gì đây, gấp lên 7 lần đúng không? Mỗi ô này nó sẽ tạo ra cho các bạn 7749 biến thể đấy ở trong cái một cái ô màu đó. Như thế là số lượng màu đã được tăng lên rất là nhiều rồi. Tuy nhiên vẫn còn thắc mắc mà là em vẫn chưa hài lòng với số lượng màu này mặc dù nó nhiều hơn, thì bây giờ chúng ta sẽ làm như thế nào? Đây, chúng ta sẽ có một cái phương pháp nữa, đó là phương pháp hòa màu, trộn màu trực tiếp trên đối tượng. Thì thao tác này chúng ta làm như sau. Ví dụ tôi có màu đỏ rồi, nhưng bây giờ tôi lại muốn nó là màu đỏ có tính chất cam một tí. Nhưng cam bao nhiêu thì bây giờ tôi muốn là xem tận nơi, xem tại đối tượng cơ. Đấy, khi nào mắt tôi thấy vừa lòng thì tôi dừng. Thì tôi sẽ sử dụng cái phương pháp là tô phối trộn màu trực tiếp trên cái đối tượng đó. Thế chọn đối tượng, đầu tiên cứ tô màu trước đi đã, một màu đi đã. Sau đó ví dụ như tôi muốn là thêm một màu nào đó vào trong cái màu hiện có này, thì thao tác của tôi sẽ làm như sau. Đây, chúng ta lại thấy cái vai trò của phím Ctrl. Lúc này chúng ta giữ phím Ctrl ở trên bàn phím và các bạn kích chuột vào cái màu các bạn muốn thêm. Ví dụ tôi muốn thêm màu vàng vào đây, kích đó, lập tức các bạn sẽ thấy là sẽ có một phần màu vàng được đưa vào đây và cái đối tượng của chúng ta bắt đầu là ngả thêm sắc vàng. Muốn thêm nữa, kích thêm lần nữa đó, thì nó lại thêm một ít vàng nữa, và như vậy là tôi có được một cái màu mà nó có cái chất cam vào đây. Thế ở đây chúng ta có thể trộn được bao nhiêu màu vào với nhau? Thực ra thì vô số luôn, các bạn thích trộn bao nhiêu màu thì các bạn cứ nhấn phím Ctrl các bạn kích thêm vào. Tuy nhiên cái thao tác thì nó chỉ thế thôi, còn pha được màu đẹp hay xấu, nó ra màu gì thì do các bạn phải nắm được cái quy tắc pha màu phối màu thì các bạn mới ra được cái màu mà các bạn muốn, chứ không phải cứ kích bừa vào xong rồi cuối cùng nó sẽ cho các bạn cái kết quả là một cái màu nhờ nước cống. Đấy, thì chúng ta lại phải biết được cái quy tắc phối màu như nào. Ví dụ mình cũng phải biết cơ bản, à, màu cam có nghĩa là màu đỏ pha màu vàng đúng không, màu tím là màu đỏ pha với màu xanh đúng không, còn màu lá cây là phải là màu xanh nhờ mà pha với màu vàng thì nó mới ra màu lá cây. Ví dụ như thế là chúng ta phải nắm được các cái quy tắc pha màu tối thiểu thì lúc đó chúng ta mới có thể pha một cách trực tiếp và cho đối tượng được. Thế và những cái phương pháp mà tô màu hoặc là trộn màu vân vân, tất cả mọi thứ, cái gì làm được cho bề mặt thì cái đó các bạn cũng có quyền làm cho được việc, chỉ có điều là nó khác là thao tác chuột phải và chuột trái thôi. Ví dụ tôi muốn là tô đường viền cho cái này thì tôi cũng cứ nhấp chuột một cái đã để tôi mở ra hộp màu con,
đúng không? Sau đó thì tôi kích chuột phải vào cái ô màu tôi muốn, có nghĩa là nó sẽ lấy cái màu đó nó tô cho đường viền. Cũng tương tự như thế mà tôi muốn là pha thêm màu vào đây chẳng hạn, tôi giữ phím Ctrl tôi kích thêm vào màu xanh này chẳng hạn, chuột phải nhá, Ctrl và chuột phải, thì đây nó sẽ phối màu trực tiếp trên cái đường viền cho tôi luôn. Thì đấy là cái thao tác mở màu con và thao tác phối trộn màu trực tiếp trên đối tượng. Thế đến đây thì đã hết cái vấn đề mà chúng ta cần quan tâm về màu cơ bản chưa? Nó còn thêm một cái thao tác này nữa, đó là khi mà tôi pha ra một màu mà nó lại không có ở trong gì đấy, nó không có ở trong hộp màu này. Tất nhiên các bạn cũng có thể tìm ở đây, tìm các màu mà nó đã được đưa vào trong hộp màu Document Palette. Thế nhưng đôi khi các bạn mà làm có đến mấy màu mà nó cứ na ná nhau, nó chỉ khác nhau một tí thôi, thì phân biệt được nó ở trên này nó cũng tương đối khó. Vậy thì chúng ta cũng có thể làm thêm một cái thao tác như thế này, đó là chúng ta copy màu từ đối tượng nọ sang đối tượng kia, thay vì việc là chúng ta mò mẫm chúng ta phải xác định nó ở trong cái ở trong palette màu, hoặc là chúng ta lại mò mẫm chúng ta pha lại thì mất rất nhiều thời giờ. Vậy thì tôi sẽ làm một trong các thao tác sau để mà tôi có thể nhại được một màu từ cái đối tượng đang có này sang một đối tượng mới. Thì tôi làm như sau. Thao tác mà làm tóc, thao tác trực quan, chúng ta sẽ làm bằng cách là đưa trỏ chuột chọn cái đối tượng có màu mẫu. Sau đó thì các bạn nhấp chuột phải cho tôi và các bạn kéo nó vào cái đối tượng các bạn muốn nhại màu. Để ý này, khi tôi kéo này thì nó đang có mũi tên 4 chiều đen đen như thế này, đúng không? Nhưng khi mà tôi bắt đầu kéo nó vào chồng vào trong một đối tượng khác thì các bạn lại nhìn thấy có một cái vòng tròn có chữ thập ở giữa. Khi nào thấy được biểu tượng này, các bạn nhả chuột ra, nó sẽ có một menu ngữ cảnh kèm theo cho phép các bạn chọn một số các tùy chọn trong này. Move here thì là các bạn di chuyển đối tượng từ chỗ nọ sang chỗ kia. Copy here thì là sẽ tạo ra một bản sao tại cái chỗ mà chúng ta nhả chuột đó. Copy fill here, đây trường hợp này chính là trường hợp mà chúng ta sẽ lấy cái màu từ đối tượng ở bên trái cho đối tượng mới đây. Kích vào đây thì nó sẽ lấy màu từ chỗ nọ sang chỗ kia. Và lúc này chúng ta cũng không cần phải đo hết xem là màu mè của thằng này nó là thế nào nữa. Đây, lấy màu đỏ từ đây sang đây, xem lại thao tác nhá. Nhấp chuột phải này, kéo này, chưa chạm vào nhé thì như thế này, còn bắt đầu chồng vào trong này thì thấy hình tròn chưa, hình tròn có chữ thập chưa. Bỏ chuột ra, nhả phím chuột phải ra và chọn copy fill here. Thì đấy là cái thao tác để mà chúng ta chọn màu và tô theo một cái nào đó đã có sẵn rồi. Thế còn nếu mà đúng chuẩn ra thì chúng ta sẽ có cái thao tác như thế này. Chọn đối tượng mà muốn nhại màu. Sau đó thì các bạn vào trong Edit. Trong Edit này các bạn có một lệnh gọi là Copy Property From. Sao chép thuộc tính từ đâu đó. Đó, các bạn bấm vào đây thì nó cũng sẽ mở ra một bảng thoại. Các bạn sẽ chọn là gì đây? Có 3 tùy chọn. Outline Pen, Outline Color và Fill. Outline Pen là cái độ dày mỏng của đường viền, Outline Color là màu của đường viền màu gì, còn Fill là màu bề mặt. Các bạn cần thuộc tính nào thì các bạn đánh dấu vào thuộc tính đó, sau đó nhấp OK để xác nhận. Nó sẽ cho các bạn một cái mũi tên len rất to này, và các bạn muốn lấy màu của thằng nào thì các bạn chọn vào thằng đó, kích chuột một cái thì nó xác nhận được cái đối tượng lấy mẫu rồi, thì nó sẽ lấy luôn thuộc tính của đối tượng đó, nó dán sang cho đối tượng mà chúng ta vừa chỉ định. Đấy, thì nó sẽ copy màu sang. Thế đấy là một vài cái thao tác rất là đơn giản về màu mà chúng ta sẽ làm ở trong Corel. Đến đây thì chúng ta sẽ lại làm quen thêm một số khái niệm nữa như thế này. Thế nếu bây giờ tôi chọn một đối tượng là như thế, tôi chọn nhiều đối tượng thì màu tô như thế nào? Nhưng mà trước khi mà nói đến chọn nhiều đối tượng thì chúng ta cũng phải biết được cách chọn nhiều đối tượng đã, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ làm việc với Corel để mà chọn nhiều đối tượng như sau. Chọn một đối tượng thì rất đơn giản rồi, chúng ta chỉ việc kích chuột vào đối tượng đó là xong, chúng ta đã chọn được nó. Chọn nhiều đối tượng thì chúng ta có mấy cách như sau. Cách thứ nhất là các bạn giữ shift ở trên bàn phím, sau đó muốn lấy thêm đối tượng nào thì các bạn kích chuột vào đối tượng đó thì nó sẽ chọn thêm đối tượng đó vào trong cái sự lựa chọn của mình. Và lúc mà chúng ta chọn nhiều đối tượng như thế này thì tất cả những đối tượng được chọn sẽ có chung một cái bounding box, cái những cái tay nắm điều khiển
màu đen hình vuông bao xung quanh. Lúc này thì nó được coi như là tạm thời được coi như là một đối tượng. Đấy. Và nếu như chúng ta làm bất cứ một thao tác nào thì chúng ta cũng sẽ làm sao đây? Coi như làm với một đối tượng thôi. Ví dụ tô màu, tôi tô màu vàng chẳng hạn, thì tất cả các đối tượng đang được chọn này sẽ có chung một màu. Đấy. Còn cách chọn nhiều đối tượng nữa thì chúng ta sẽ làm như sau. Bấm chuột vào một cái vùng trống ở bên ngoài như thế này. Sau đó các bạn giữ chuột và các bạn kéo dê để tạo ra một cái vùng lựa chọn có cái chu vi là cái đường chấm chấm màu xanh đứt đoạn như thế này. Và cái đường màu xanh này nó bao trọn lấy những đối tượng nào thì đối tượng đó sẽ được chọn chung. Đây, chúng ta sẽ có bốn đối tượng này được chọn. Nếu tôi bỏ tay ra, tôi bỏ nhả chuột ra. Đây. Nhưng nếu tôi chọn như thế này thì sao? Hãy nhớ là gì? Bao chọn lấy đối tượng nhé. Nếu như thế này thì sao? Như này có gọi là chọn được không? Đối tượng phía dưới là không được chọn vì là nó chưa bao hết. Nó mới chỉ chạm vào thôi chứ nó chưa bao hết nhé. Và trường hợp này tôi chỉ chọn được ba màu vàng ở trên thôi. Thế còn một cái phương pháp nữa đó là chúng ta nhấn phím Alt trong lúc mà chúng ta chọn. Đây. Cũng vẽ ra vùng chọn. Nhưng chúng ta nhấn thêm phím Alt. Cái cách này thì nó sẽ chỉ cần chạm vào đối tượng thôi. Không cần phải làm lại, không cần phải bao hết, bao kín, chạm vào là lấy. Thì lúc này chúng ta có thể lấy được các đối tượng mà chạm vào cái vùng chọn chúng ta vừa mới vẽ ra. Ở cái cách chọn này thì nó cũng có điểm ưu điểm mà tôi cũng thấy thích hơn là thằng Illustrator, tại vì Illustrator cứ chạm vào là lấy. Đấy. Thế nhưng mà Corel thì nó có cái đặc điểm là phải bao hết, cho nên là chúng ta sẽ chủ động hơn trong việc lấy không lấy thằng nào. Còn cái việc mà giữ an đấy để mà chạm vào để lấy được thì nó tiện hay là nó không tiện ở cái chỗ như thế này. Tôi lấy ví dụ như sau. Ví dụ như là tôi có một cái đối tượng như thế này. Đó, một đối tượng nó nằm, đại loại nó nằm như thế này chẳng hạn. Nếu cái đối tượng xanh này nằm đây, bây giờ tôi muốn vẽ một cái vùng chọn cho nó nhanh để tôi lấy các đối tượng màu vàng. Thì các bạn sẽ thấy rằng không có cách nào để mà tôi có thể tránh được cái màu xanh ra. Bởi vì cách giữ shift này thì tôi phải kích nhiều lần thì tôi mới lấy được. Cách này thì lấy cái nào thì chọn đúng cái đấy. Đó. Nhưng mà nếu mà tôi muốn nhanh mà tôi chỉ kéo dê một đường thế này thì tôi lấy được luôn. Thì nó sẽ rất là khó tại vì cái thằng này nó bé, nó nằm lọt lòng ở đây. Cách nào thì tôi vẽ ra nó cũng sẽ phủ hết và do đó thì tôi lấy cả thằng xanh. Nhưng mà đây là đối tượng tôi không mong muốn. Do đó thì nếu như tôi nhấn Alt thì tôi chỉ việc là gì đây? Vẽ cho tới khi nào mà chạm được vào các đối tượng tôi cần thôi, đừng chạm vào đối tượng xanh thì tôi có thể lấy được nó mà không không lấy nhầm vào đối tượng xanh. Và sau khi tôi lấy rồi, tôi có thể tô nó màu khác. Đây, các bạn thấy là những đối tượng nào được chọn thì sẽ được tô màu theo một cái yêu cầu mới của tôi mà không đụng chạm đến đối tượng xanh kia. Thế và đến đây thì đã hết chưa? Chúng ta thử xem một cái trường hợp khác nữa nhé. Bây giờ tôi lại đặt ở một cái vị trí nó khoai hơn nữa, đúng không? Là nó lại chòi đầu lên đây cơ, nó còn cao hơn cái đối tượng bên này. Do đó nếu như mà bây giờ tôi vẽ theo kiểu nhấn Alt mà chỉ chạm vào thế này thì kiểu gì cũng chạm phải thằng xanh lá cây. Thế thì có cách nào để mà vẫn lách ra khỏi cái thằng xanh lá cây được hay không? Thì tôi sẽ dùng cách như thế này. Chúng ta sẽ có một cái công cụ ẩn ở đây, nó gọi là công cụ Freehand Pick. Này, chúng ta sẽ làm như thế này. Chúng ta nhấp chuột này, chúng ta vẽ ra này. Đấy. Các cái đối tượng như thế này. Cứ làm sao mà vẽ loằng ngoằng, làm sao chỉ chạm vào cái gì đấy. Chạm vào cái đối tượng chúng ta cần thôi. Đấy, trong lúc đó chúng ta nhấn giữ A thì chúng ta có thể lách, lượn lách để chúng ta tránh cái thằng mà chúng ta không mong muốn là thằng xanh lá cây ra. Thì bằng cách như thế này là chúng ta có thể là không lấy phải những cái đối tượng mà chúng ta không mong muốn. Và đây, kiểm tra lại tất cả những đối tượng tôi chọn là tôi có thể tô màu khác và lúc này nó cũng không dính dáng gì tới cái hình chữ nhật màu xanh lá cây. Như thế là Corel cung cấp cho chúng ta một số các phương án khác nhau để có thể chọn nhiều đối tượng. Đấy. Thế nhưng mà
Trong cái quá trình làm thì chúng ta sẽ cũng có những cái thao tác mà nó cũng không được như ý, vì lơ đãng hay vì một cái lý do nào đó mà chúng ta lấy nhầm, lấy quá đi một cái đối tượng nào đó mà chúng ta không mong muốn. Thì trong trường hợp đấy chúng ta vẽ lại hay là chúng ta làm cách nào để loại cái đối tượng không mong muốn ra khỏi nhóm, thì chúng ta sẽ làm như sau. Đây, nếu bây giờ tôi lỡ mà tôi chọn quá cái đối tượng mà tôi cần đi, bao gồm cả thằng xanh lá cây này chẳng hạn, thì bây giờ loại bỏ ra khỏi cái nhóm như thế nào? Đấy, thì các bạn hãy giữ shift cho tôi, kích thêm một lần vào cái đối tượng mà các bạn không mong muốn thì nó sẽ bị loại ra khỏi nhóm. Đây, tôi tô thử. Ok, tất cả những đối tượng mà tôi muốn tô thì nó đã chuyển sang màu tím, riêng cái thằng xanh lá cây thì bị loại ra bởi vì tôi đã chọn 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 nhầm nó rồi. Thì tôi giữ shift, tôi kích thêm vào nó một lần nữa thì nó bị loại khỏi nhóm. Như vậy là chúng ta biết thêm được mấy cái khái niệm, một là các cái phép tô ở cơ bản thôi ở trong Corel. Đây chưa phải là tất cả những vấn đề về tô đâu, đây chỉ là một phần thôi, và tô solid, tô một cái màu đơn giản cho bề mặt, cho đường viền. Đấy, hủy tô, khái niệm hộp màu con, khái niệm phối trộn màu trực tiếp trên đối tượng, khái niệm copy thuộc tính từ một cái đối tượng nọ sang đối tượng kia. Và bây giờ chúng ta nắm thêm một chút khái niệm nữa là chọn, bỏ chọn. Đó, chọn nhiều đối tượng bằng nhiều cách khác nhau, bỏ chọn một đối tượng ra khỏi một nhóm nếu như chúng ta chọn nhầm nó.